mâm chồng này. Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên đây mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. Thấy hôm nay em ăn với Hương bữa ha. Coi như là hôm nay là em với Hương ăn cái bánh canh dùa heo. Đây mình chuẩn bị sẵn là hai tô bánh canh dùa heo. Đó. Ba ký rưỡi trừ cái tô ra còn 3 ký nữa em. Hương ba. Thấy anh, em chấp Hương nửa ký đi hay thấy? Dạ. Rồi Hương là phụ nữ thứ nhất, thứ hai nữa là mới nữa. À, em cứ trang thì trang đi rồi 1 2 3 là anh ben liền. Trang đi. Lấy cái dĩa đựng xiên giùm em lúc. Em quên đấy. Rồi. Bây giờ thế này, hai anh em được 20 phút. Ha. Cố gắng nghe Hương. Dạ. Mình thấy Hương ăn cũng rất lẹ, nhưng mà Hương thì mới quay 1 2 clip thôi. Thì Hương mình nghĩ số lượng thì Hương ăn chưa được nhiều. Thì tầm 2 kg này mình nghĩ là cũng no, vừa no thế với Hương. Còn Thái thì tầm 2 kg rưỡi thì cũng ok. Thấy Thái ok không? Dạ dạ ok. Rồi chứ 3 kg thì Thái chắc mình nghĩ cũng chưa làm được. Hai anh em ăn hết trước 20 phút có một hai tờ bự hai tờ nhỏ ha. Dạ. À, sơ cũng xin đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng bánh canh với hai anh em của mình. Dạ xin mời. Xin mời. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3. Thank you.
Thế giò heo em cứ cầm đại đi hơn, cầm em cạp đại đi chứ thôi em gấp gấp chập chập em thua đối thủ đó. Chứ là vô ăn là mình cũng thi mà, không cầm cũng không sao. Gấp quá sợ nó gãy rồi. Bự quá. Trận đấu này là mình nhanh nhất trong cái kênh mình luôn. Mình hố nặng. Có giữ có 6 phút. Thua Hương ơi. Hương ăn Thái giường chứ ăn lẹ quá. Vô cuộc thi mà anh. Dạ hả? Dạ. Ok, bánh canh thì ăn lẹ thôi. Dạ. Bánh canh là ăn mới có 6 phút là hoàn thành rồi. Hương, cái em ăn bánh canh theo em nghĩ thì em ăn hết cái tô này em no không Hương? Dạ không, được anh. No. No, hết cái tô này. Nhưng mà hiện tại giờ em ăn chưa hết, nhưng là chưa no. Dạ. Ok, Thái cho anh cảm nhận em ăn cái món chân giò bánh canh này sao Thái? Dạ, rất là ngon anh. Ừ. Giò vừa mềm tới, nó cũng không có mềm cho lắm mà nó vừa cái độ mềm ngon. Vừa bánh nước, ngon. Nước dùng cũng rất là ngon anh. Ok. Dạ. Ok, cái phần thưởng của em không? Dạ, ghế Hương. Dạ, cảm ơn. Dạ. Hương, anh nghĩ Hương quay chừng vài clip nữa với em nghiên cứu lại cái cách em ăn là anh bảo đảm là có thể bắt được nhịp với anh em. Dạ. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chài lớn. Bye. Bye.